Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang vào thăm vườn của anh Giang Lốp, Chí Linh, Hải Dương quý vị ạ. Thì vườn anh Giang rất nhiều cây quý vị ạ. Đây quý vị chiêm ngưỡng một khuôn viên chơi cây cực kỳ tuyệt vời, rộng lớn, đa dạng các chủng loại. Và quý vị sẽ vào để chiêm ngưỡng những cái cây đặc sắc của anh quý vị nhé. Đây có cây lòng đẹp quá quý vị này. Nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều cây bonsai đẹp lắm quý vị ạ. Cóc đẹp quá này quý vị này. Ô đây là cây thị to thế nhỉ. Quý vị ơi, cây thị cổ thụ này. Cây thị to thế nhỉ. Em chào các anh nhé, cây thị to thế. Một cái phôi đẹp quá nhỉ. Phôi này đẹp, đẹp đấy. Anh. Phần bạ của nó này. Sướng cây si tiềm năng. Vâng, cây si đẹp đấy. Cực đẹp. Hàng nhiều đầu đẹp. Đây thì là. Kết cái chậu cũ này. Vâng. Rất nhiều cây quý quý vị nhá. Mấy cái thông của anh cũng đẹp thế nhỉ. Đây quý vị ơi, quý vị cái thông này đẹp quá này, thông này đặc sản của Chí Linh, Hải Dương đây. Anh Giang ơi, anh bán chậu xong lắm chậu này anh. Chậu cũ này. Đây có cây si cổ quý vị ơi. Đây một cây si cổ. Rất nhiều cây đẹp. Hoa giấy đẹp không? Hoa giấy Mỹ. Cây hoa giấy Mỹ rất đẹp nha quý vị nhé. Riêng anh Giang là cây hoa giấy cắt giật như cây xanh. Em ơi, chào các anh Giang ơi. Em chào anh nhé. Nào, cho ra đây cho quý vị nhìn mặt ông chủ. Đấy, đây là ông chủ quý vị nhá. Và ngắm vườn của ông chủ Giang Lốp. Này, một cây xanh bonsai mini đẹp không quý vị này. Ban công, hàng ban công ạ. Đấy, hàng bừng bề cực đẹp này. Ông chủ Giang còi trên có tiếng đấy. Ông nào tên Giang cũng giỏi. Giang còi đây làm nước lạnh ấy. Giang còi đi rồi. Đây là Giang ô tô kìa. Đây là Giang Giang Lốp. À con này của anh à? Này cái gì đẹp không quý vị này. Hoa dành dành. Vâng. Riêng về hoa giấy và các dòng hoa với anh Giang là vô bờ bến. Đây cái si này cũng đẹp này. Si này già lắm mà đẹp. Hoa dơn rồi là hoa cây hoa trang rồi là hoa giấy. Hoa giấy ta hoa giấy. Mẫu đơn, mẫu đơn. Có chứ. Cái chỗ làm ấy mấy cây mẫu đơn to thế mà.
Đẹp không quý vị? Vườn này quá thật là đẳng cấp. Vườn này đẳng cấp, nhiều cây đẹp. Đây. Vâng, đây em cứ dần dần. Vâng, ông ạ, con chào ông. Đây một cây xanh nhánh long rất đẹp của anh. Cái này cây gì? Còn sam. Cây đấy cây sam. Cây sam hương phải không? Sam hương. Phải sam hương. Đúng rồi, sam hương. Anh cứ vuốt vuốt anh ngửi nó mũi. Sam hương. Đây. Thấy chưa? Đằng thơm được. Đằng sau nó sam hương, sam hương. Cây này to này. Đây cũng là sam hương. Đây cũng là sam hương. Sờ sờ tay vào ta lá xong vuốt lên thơm. Thơm. Ở đây cây cây si đây. Cái xi này mua ở Tuyên Quang đây. Mua của một cây xi đặc biệt đấy. Quá đặc biệt. Mà rất nhiều đây, một mẫu đơn này. Sam. Cái này cây như nãy đấy, bỏ thơm thơm đấy á. Cây này sam hương, còn cây này là cây sam trái. Sam trái đẹp quá này quý vị này. Có quả. Sam trái nhìn mê không? Đẹp không? Đây anh đại gia nhé, anh này đang thích cây dần. Cái này đại gia gì? Quý vị hãy nhìn mặt anh nhé, tương lai là cũng là một một người mới nhưng mà sẽ tới đây vào rất nhiều cây đấy. Đây, mai châu thủy. Mai châu thủy mùa này ra hoa này. Cây rất già nhưng cây gì cũng biết nhỉ. Mai châu thủy đẹp. Nhìn giấy này, giấy không? Cây giấy, giấy uốn này nó. Đúng rồi, giấy rất là nghệ thuật. Giấy hãng Liễu Rủ. Đây, cây này mới là cây đẹp này. Cũng giấy đấy nhỉ? Hoa giấy đấy. Cây này mới là cây đẹp này quý vị này. Như một bức tranh luôn. Quá đẹp phải không quý vị? Cái si. Si nhưng mà nó cái cơ địa của cây này nó đặc biệt. À cây này mua ở ấy đây này. Tuyên Quang. Tuyên Quang. Mua Tuyên Quang đấy. Đi xuyên Việt mua đấy. Xuyên Việt đấy. Ôi giời, hôm mà quay đấy nhìn nó rất to. Đây này, nếu lên hình mọi người nhìn đấy, rất to. Nhìn rất to. Đấy, nếu mà lên hình này mọi người quay gần, quay gần. Đấy, nếu không để tay vào không 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 biết được. Đấy chú quay nhiều lúc nó phải áng chừng cây này rồi 20 phân thôi. Đó. Cao cũng 15. Thế ở đấy cái cây nhỏ nhưng mà hơi mang hình dáng của cây lớn đấy. Nó là như vậy đấy. Đẹp thế nhỉ mấy cây này. Pinao này anh này. Mấy cây sam này đẹp thật đấy. Sam trái. Sam trái đẹp thế nhỉ. Ví dụ những cây này mà quay gần rồi thì nó thành to nhỉ. Cây sắt máy vừa nghe nó giống cây cổ thụ. Nói chung là nó tùy tùy từng cây. Có đấy những cây đấy ví dụ quay gần mà chẳng như cây cổ thụ đấy. Cho nên cây này nó cao, nó rộng bao nhiêu, rộng dài bao nhiêu. Vâng. Thế mà cái cây nhỏ nhưng mà cái tỷ lệ của nó trông nó bệ gốc nó hùng vĩ thì nhìn trông nó tưởng là cái cây đại thụ. Đẹp lắm, một cây này làm kỳ công lắm. Đến mà đến bộ râm này. Cái giống này bộ râm cũng như râm dúi. Đúng rồi. Như râm dúi nhỉ. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá. Cái này nó sức khỏe của nó thì không chịu. Này nó khỏe. Khỏe hơn cây dưới nhiều. Khỏe hơn nhiều. À? Có một cây vất ở góc vườn, cứ đất lên đất xuống. À. Rau về làm được 2 năm thì chuyển ngô đến mua bán mười mấy triệu. Này, dằm nó như dằm dưới. Đây, phi nào đây, dạ, yeah, phi nào đây cũng đẹp này. Phi dương. Phi nào là thông. Cái này phi nào. Thông là đằng kia. Thông khác, ở đây là phi nào. Đẹp quá, một người cây dành dành nhé, đẹp của để dành. Đúng rồi, của để dành đây. To thế nhỉ, cây này có ghép không anh mà to này. Nó... Một thân luôn đấy à? Thế mới đặc biệt chứ nhỉ? Ở các cái suối trước là nó lên đấy, xong mình khai thác. Vâng. Dành dành của để vâng. Cái ổi này nghệ thuật đấy. Quá nghệ thuật. Nhờ. Yeah. Giang Huyền nhé. Được đấy. Này anh ấy... cũng nhiều cây đặc biệt đấy. Con cá nhìn loáng cái nhìn đầu từ cá thật.
Đây này quý vị, ở đây mới quý vị nhìn cái đường thân này, mới này nghệ thuật này. Yeah, cái ổi này. Nghệ thuật đấy, cái đường thân này thiên nhiên ban tặng, cái đường thân đẹp quá này. Này rành rành này. Của đấy rành đấy. Của đấy rành nhìn sướng không này. Đẹp lắm quý vị nhá, nhìn thực tế nhá. Rất nhiều của đấy rành, rất nhiều cây rành rành. Vườn Anh Giang thì đa dạng các chủng loại quý vị ạ. Xanh si, rồi những cây hoa, những cây bonsai, hàng miền cây miền Nam rất nhiều. Quá nhiều cây. Quá đẹp quý vị nhé. Hay xuống Hải Dương thì vào thăm vườn của các anh ở đây và chia sẻ cho quý vị ngắm đồ các anh. Bây giờ anh nói xin phép anh nói xin phép đây không phải là lên cảng đi anh, nếu bây giờ chơi cây bây giờ ở đất Chí Linh, thành phố Chí Linh mình, ngoài nếu anh phải lại nếu tổ chức như Đồng Trành Chí Linh mình thừa sức tổ chức được, đúng rồi, nhưng không có quan trọng là người trái đầu. Đúng rồi, trái vậy. Quả như này mà ui giời ơi, nhìn này, ăn quả ăn rất ngọt, ăn được anh, ăn được rồi. À thế à, còn ngọt thế à, ăn ngọt ngọt ngon. À thế à, xăm trái đi nhé. Ừ. Ngon ngon nhỉ. Cái đèn lồng. Vâng. À, hôm nay mới biết là xăm trái ăn được. Mà ăn ngon nhỉ, anh nhỉ. Đúng rồi. Độc vừng rất đẹp này. Em nhắm ngồi đây khẳng định với các anh, mà em vẫn nói với các anh nếu ở à, kính thưa quý vị, bonsai quý vị vừa gửi tới quý vị những cái tác phẩm của vườn Anh Giang Lốp ở thành phố Chí Linh, Hải Dương quý vị nhé. Và kính thưa quý vị, bonsai quý vị đến đây xin phép được dừng lời ở đây. Bonsai quý vị xin chào quý vị nhé và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị.